Bạn cho biết là bạn là ai và bạn từ đâu đến và sao cơ duyên nào đưa đến bạn đến học đến NLP? Mình tên là Hùng thì mình đến từ Yên Bái. Ra thì biết NLP thì mình biết qua một người bạn ở cơ quan. Thì lúc đầu thì mình khi nghe đến NLP thì mình cũng chỉ biết đây là một cái bộ môn, tức là cái dạy về cái kỹ năng thôi. Thì mình cũng thấy nó là một cái, tức là khi nghe đến nó thì mình trong đầu hỏi là NLP nó là cái gì? NLP nó là cái gì? Thì tự hỏi và mình mới bắt đầu đi tìm hiểu về nó, NLP. Và khi mình cũng tìm hiểu qua một số cái tài liệu và sách liên quan đến NLP thì mình thấy nó, cảm nhận thấy nó có một cái rất tuyệt vời để nó thay đổi cái bản thân mình. Tuy nhiên thì cái vấn đề là khi mà cái việc mà tự tìm hiểu đấy nó chưa mang lại hết cho mình hết cái ý nghĩa của nó. Và bắt đầu mình đến tìm hiểu các lớp dạy NLP. Đấy thì mình cũng được biết đến cái lớp dạy NLP của anh Hương. Đấy thì mình cũng đăng ký tham gia về lớp học NLP đấy. Và khi mà thực sự mà khi tham gia vào cái lớp NLP đấy thì mình mới hiểu được hết cái giá trị nghĩa của NLP mang lại. Thực sự nó là một cái công cụ mà giúp thay đổi mạnh mẽ nhất cái bản thân của mình. Và mạnh mẽ nhất là thay đổi cái tư duy của mình, cái tư duy suy nghĩ của mình. Bây giờ tất cả mọi vật việc xảy ra, sự việc trong cuộc sống đều mình đều có vận dụng cái NLP, từ cái suy nghĩ của NLP đấy nó áp dụng vào cuộc sống để mình có những cái thay đổi. Cách nghĩ nó khác hơn ngày xưa của mình rất nhiều. Người ta nói NLP hỗ trợ rất tốt trong việc kinh doanh, bạn thấy sao? Cái điều đấy là cực kỳ đúng và rất tuyệt vời. Bởi vì là trong kinh doanh thì cái chính nó là cái phần tư duy. Và khi mình tư duy đúng thì có nghĩa là mình sẽ đưa ra những quyết sách đúng. Và NLP nó sẽ hướng cho người ta đến một cái tư duy đúng trong việc là thực hiện đưa ra những quyết sách trong kinh doanh. Trong NLP có những công cụ gì mà nó giúp được như vậy? Trong NLP cái công cụ lớn nhất nó là lập trình cái tư duy. Đấy, lập trình cái tư duy để cho mình có những cái đưa ra những cái suy nghĩ để từ đó mình đưa ra những hành động. Đấy, thì NLP công cụ nó chính là cái sử dụng cái ngôn ngữ để cái tư duy tức là nó làm thay đổi cái tư duy mình để đưa ra những cái hành động, những ngôn ngữ để mình sử dụng làm sao cho nó hợp lý trong bên ngoài công việc của mình. Người ta nói rằng là khi có NLP có những công cụ mà có thể giúp người ta đột phá tăng gấp 2 hay gấp 3, gấp 4 lần những mục tiêu họ đặt ra, điều đó có thật không? Hoàn toàn là có thể được. Và tôi tin chắc chắn là những ai học NLP đều có thể làm được cái việc đấy. Cụ thể nó là cái gì? Đó là cái việc mà trong cái công việc bình thường, nếu mình chưa học NLP thì có những cái suy nghĩ, ví dụ như là một sự vật, sự việc xảy đến với mình thì mình suy nghĩ nó bao giờ nó sẽ có cái tính chất là bột phát và tiêu cực hơn rất nhiều. Nhưng trong khi học NLP thì nó sẽ chỉnh lại toàn bộ cái hệ thống tư duy suy nghĩ của mình để mình đưa ra những cái hành động, những cái xử lý làm sao nó đúng và hợp lý nhất đối với cái việc sự việc xảy ra đến mình như vậy. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có những xử lý nó tốt hơn và nó sẽ mang lại thành công chúng ta tốt hơn. Người ta nói trong NLP có những cái công cụ nó giúp chúng ta chi tiết hóa các kế hoạch, rồi chi tiết hóa các cái bước, các cái làm, điều đó có không ạ? Cái đấy hoàn toàn có. Trong NLP thì nó có cái thiết lập mục tiêu khả định, tức là thiết lập cái mục tiêu để mình có thể đạt được. Đấy, nó có từng bước để hướng dẫn chúng ta để xác lập được cái mục tiêu đấy. Và nếu chúng ta áp dụng đúng theo những cái bước đấy thì tôi tin chắc tất cả mọi người đều thành công. Yeah. Ok. Yeah. 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 Ok.